Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng review Red Tobacco ra mắt lần đầu năm 2017. Đây là nước hoa mà cá nhân tôi cũng như rất nhiều người dùng trên các forum quốc tế đánh giá khá cao trong số các nước hoa của nhà Nick Mancera. Nước hoa này cũng có mùi khá độc đáo và khác biệt để giới thiệu trong video Be Different hôm nay. Chúng ta nhìn sơ qua về hình thức. Cũng giống như đa số các nước hoa Mancera khác thì nắp của nước hoa này dạng vặn. Cái nắp này tôi thấy nó hơi nhẹ hơn một chút so với các chai Mancera khác. Mở đầu mùi hương của nước hoa này, các bạn cảm nhận được rất nhiều mùi sợi thuốc lá khô và mùi gỗ trầm oud cùng với mùi quế và hoa nghệ tây saffron. Trong đó mùi thuốc lá và mùi gỗ trầm chiếm chi phối. Nói tới đây thì nhiều bạn có thể sẽ liên tưởng chắc là mùi của nước hoa này rất giống với mùi tobacco oud của nhà Tom Ford, nhưng không hoàn toàn như vậy. Mùi thuốc lá trong tobacco oud là mùi rất đặc biệt và rất hiếm gặp. Nó giống như cái mùi cặn bẩn, cái mùi sáp bám trên cái gạt tàn thuốc lá lâu ngày. Đây là nước hoa có kiểu rất dirty, smoky. Trong khi đó, red tobacco, mùi nó hơi fresh hơn một chút so với tobacco oud. Mùi thuốc lá trong này, như tôi đã nói, là cái kiểu mùi sợi thuốc lá khô, chứ không có giống như trong tobacco oud. Và hương mở đầu của nước hoa này, tôi cảm nhận có rất nhiều mùi gỗ trầm oud, nhiều hơn so với tobacco oud. Nhưng mùi gỗ trầm ở trong này, theo tôi cảm nhận thì nó lại không tự nhiên bằng so với tobacco oud. Một số người dùng nói rằng mùi gỗ trầm oud có một cái kiểu hôi hôi rất là đặc trưng. Thì ở trong hương đầu của nước hoa này, các bạn cũng cảm nhận được cái được cho là hôi hôi đó. Có lẽ tôi sẽ có một video khác nói về nguyên liệu oud. Nhưng cảm nhận chung về nước hoa này, hương mở đầu rất là strong, rất là mạnh, rất là aggressive. Nó giống như một cú tát vào mặt người dùng ngay từ ban đầu, làm cho chúng ta không kịp trở tay. Hương mở đầu của nước hoa này làm cho những người không quen với nốt hương thuốc lá và đặc biệt không quen với nốt hương oud có thể hơi khó chịu. Sau giai đoạn opening, tức là khoảng 30 phút từ lúc xịt trở đi, thì mùi gỗ trầm oud ở trong nước hoa này giảm đi. Lúc này các bạn cảm nhận được chút ngọt của mùi vani, nhưng chỉ một lượng vừa đủ để làm cho mùi thuốc lá trở nên tuyệt vời, êm dịu và ngọt hơn một chút so với giai đoạn opening. Nếu như các bạn đã xem một video khác của tôi khi tôi đề cập tới nước hoa này, Dolce & Gabbana Intenso, thì đây là một nước hoa có rất nhiều mùi sợi thuốc lá khô, nhưng theo tôi mùi của nó hơi boring, hơi buồn tẻ. Lý do là vì nó không có sự kết hợp với mùi ngọt của đậu tonka hay là vani. Các bạn biết đó, mùi thuốc lá là một mùi rất nam tính, tôi tạm gọi là mùi dương, thì nó rất cần kết hợp với mùi ngọt của mật ong, của đậu tonka hay là của vani, tạm gọi là mùi âm, để cho nó trung hòa và mùi của nó trở nên mượt mà hơn. Thì ở trong Red Tobacco đã có điều đó. Một cái lượng vani rất cần thiết, đủ để làm cho Red Tobacco không trở nên buồn tẻ, giống như là Dolce & Gabbana Intenso. Ở giai đoạn dry down này, ngoài thuốc lá và vani đóng vai chính, thì hổ phách, hoắc hương và mùi gỗ nhẹ đóng vai phụ. Nếu như các bạn xịt nước hoa này vào tay và để tự tỏa mùi, thì các bạn cảm nhận được cái hỗn hợp thuốc lá, vani, hoắc hương, hổ phách nó ở tầng dưới, còn mùi gỗ nhẹ nó tỏa xa hơn, nó ở tầng trên. Mùi gỗ nhẹ mà tôi cảm nhận được thì nó là cái kiểu creamy wood, nó giống với mùi gỗ tuyết tùng hơn là mùi gỗ đàn hương, mặc dù trong thành phần công bố của nước hoa này không có mùi gỗ tuyết tùng. Nhưng khi các bạn sử dụng nước hoa này, tức là xịt vào cơ thể, thì tất cả các nốt hương mà tôi vừa mới kể nó mix lại với nhau và nó nằm ở giữa cái khoảng không giữa da và áo. Cái hỗn hợp này các bạn không cảm nhận được mùi gỗ nhẹ riêng lẻ. Cái hỗn hợp này nó tỏa mùi khá tốt và cái mùi chi phối vẫn là mùi thuốc lá. Một người ngồi đối diện cách xa khoảng 2 cánh tay cũng có thể cảm nhận được mùi này.
Thông thường các nước hoa có mùi thuốc lá chi phối thì nó mang phong cách của một người đàn ông từng trải, có nhiều kinh nghiệm sống, điềm tĩnh. Ở đây tôi xin mở đóng ngoặc là nó không đồng nghĩa với già các bạn nhé, bởi vì có nhiều người lớn tuổi nhưng mà chưa chắc đã có nhiều kinh nghiệm sống và ngược lại. Nhưng Red Tobacco thì không hoàn toàn như vậy. Khi anh ta xuất hiện ở một nơi nào đó, anh ta luôn muốn tất cả mọi người xung quanh nhận biết cái sự hiện diện của mình. Kiểu như là, tôi là Hòa, tôi là CEO của công ty, bla bla bla. Và sau khi định vị được bản thân thì anh ta mới trở nên điềm tĩnh. Đây là nước hoa có kiểu mùi khá lạ nên nó không dùng cho tất cả mọi người hay là tất cả mọi môi trường. Về độ nam tính của nước hoa này, tôi đánh giá nó được 8,5 trên thang điểm 10. Có nghĩa là nó phù hợp với đàn ông hơn là phụ nữ. Mặc dù một số phụ nữ vẫn có thể sử dụng nước hoa này, nhưng mà đó phải là những phụ nữ rất là cá tính. Đây là nước hoa có tông mùi ấm cho nên nó phù hợp hơn vào những ngày trời lạnh hay là se lạnh. Tôi sẽ không cho nước hoa này điểm cao ở tiêu chí tính đa dụng. Mặc dù các bạn vẫn có thể sử dụng để đi chơi, đi làm. Ở Sài Gòn thì không có mùa lạnh, nhưng mà những ngày trời hơi se lạnh thì tôi vẫn sử dụng nước hoa này để đi làm. Nhưng như tôi đã nói, hương opening của nước hoa này khá là strong, khá là mạnh và nó có thể gây khó chịu với những người xung quanh. Nên khi các bạn sử dụng để đi làm thì các bạn nên nhớ xịt ít nhất 30 phút trước khi các bạn bước vào nơi làm việc. Các bạn đừng có ra nhà vệ sinh xịt 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 sau các bạn bước ngay vào văn phòng. Nếu các bạn xịt và bước ngay vào cái buổi phỏng vấn việc làm thì đảm bảo là bao đậu. Cảm ơn em đã tới phỏng vấn nhưng mà xin mời em lấy xe đi về càng sớm càng tốt. 30 phút là khoảng thời gian đủ để nước hoa này dry down và mùi của nó trở nên dễ chịu. Video của chúng ta hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.